Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì mình giới thiệu với các bạn chiếc máy cắt cỏ Komatsu Zenwatt 260EZ. Hàng đời mới nha các bạn nhé. Đời cực mới luôn. Sản xuất năm 2015. Hàng Nhật bãi đã qua sử dụng. Đây này, ngày mà chắc là cái người ta mua cái máy này thì là người ta ghi lại ngày mua của người ta đây. Một chiếc máy đời mới nhá. Rất là đẹp. Tay ga bóp này. Đấy. Cần nắp thì là nguyên zin. Chắn cỏ và đầu bò là zin. Rất đẹp. Hình thức đây các bạn nhá. Còn nguyên vẹn. Kể cả là tem mác thì vẫn là còn nhá. Một chiếc máy này là đời mới, thiết kế rất là có nhiều những cái tính năng nó vượt trội hơn so với này các cái phiên bản trước. Thứ nhất đó là cái phần tum này và phần áo này nó bo rất là gọn. Và cái áo này nó là nhựa rất là tốt nhá, cứng, rất cứng. Đấy. Và chắc chịu được những cái va đập khi mà chúng ta làm việc. Đấy. Đây, bình xăng cũng bo tròn lại. Máy rất là gọn gàng và thiết kế gọi là rất là nhỏ gọn nhẹ. Thiết kế này rất là nhẹ và vẫn đáp ứng được tốt cái sức lực của máy. Chế của Yama nhá. Né gió tự động. Chế của Yama rất là mới này, nguyên bản này. Mình phụt rửa bằng máy bơm nước cao áp ấy thì nó sạch bóng luôn, nhìn rất là mới. Kể cả là bô xả rất là sáng này, và phần đầu bò của máy này rất là đẹp. Đây nóc máy đây các bạn nhé, nóc máy đây, cần giật trợ lực nhá, bộ giật trợ lực. Đây, dây giật mới keng sa beng. Dây lò xo của bộ giật này rất là cứng nhá, rất là đã. Đây là boe. Núm bơm xăng thì thiết kế ở điểm này các bạn nhé. Đấy, núm bơm xăng đây. Rất là đẹp. Thiết kế rất là thon gọn. Đây. Các cái tem, các cái logo của nó là vẫn còn nguyên. Ốc ác là zin nguyên bản nhá. Chưa nay một con ốc nào cả. Hệ thống dây ga và dây điện là được luồn trong một cái dây ruột gà này. Chỗ này là nó có một cái ngoắc giữ cái dây ruột gà ở đây nhưng mà mình chưa lắp vào nhá. Đấy, nó sẽ là rất là gọn gàng, nó nằm gọn ở bên phía bên dưới của cái cần này. Đây là ngoắc đeo đây, ngoắc đeo vai đây. Máy có cái bộ tay ga bóp này cực là đã luôn. Tay ga bóp rất là đã nhá. Đây, đây là cái mức mức ga. Đây chúng ta là để mức, để bên trên này là mức tối thiểu, kéo xuống là mức khỏe. Khi chúng ta kéo xuống thì là nó sẽ mở rộng cái cần gạt này, thế cho nên là kéo xuống này nó mở rộng ra và chúng ta bóp thì được nhiều ga hơn thì nó sẽ khỏe hơn. Chúng ta để ở đây là mức ga trung bình đấy, nó cái này là mức ga nhá, còn cái này là bóp dây ga nhá. Rất là hay ở chỗ đấy. Công tắc đây, công tắc này thì công tắc tự động nhá. Đấy, khi chúng ta tắt điện đi, khi máy tắt đi chúng ta nhả ra thì nó tự động là cái công tắc nó tự động nó lẩy lên, không phải là gạt lên gạt xuống như những cái đời máy khác. Đấy, công tắc tự động.
rất ưu việt ở chỗ đấy. Cái tay cầm này to này, cầm rất là đã, để chúng ta làm việc trong một thời gian lâu thì là cầm nó không bị ê tay và nó không bị mỏi. Rất đẹp. Dây dây rút của dây thít của Nhật ấy. Đấy, rất là đẹp. Đấy, cái này nó thiết kế khác với những đời trước, đó là nó gọn nhỏ gọn và nó có hai cái lá nhôm này nó giữ ở đây. Nói chung cái máy này là nó thiết kế để cho mà giảm trọng lượng đến tối thiểu. Cái bộ cần nắp và cái bộ tay này nó là bằng cái loại nhôm hợp kim rất là nhẹ. Nó không như là những cái đồ của những hãng khác thì là nó rất là nặng, thì khi chúng ta cầm trong làm việc trong một thời gian dài chúng ta vác nặng nó rất là mệt. Nhưng cái máy này nó rất là nhẹ. Đây. TRZ260STEZ. Đây là mã của sản phẩm, sản xuất tại Nhật nhá. Tem cảnh báo. Đấy. Chắn cỏ zin này. Chắn cỏ rất là zin. Nó mốc mốc này mình chưa đánh rửa cho nên là trông nó nhựa nó hơi mốc, nhưng mà nó là nhựa của Nhật thì nó rất là bền nhá. Cứng chắc. Đầu bò đây. Đầu bò này nó có dính nhựa cây. Làm trong thời gian dày nó dính nhựa cây ở đây thì nên là nó hơi khó phụt bằng nước mà nó sạch đi được, cho nên là nếu như mà muốn sạch thì chúng ta phải lấy cái trà chúng ta trà đi thì cái này nó sẽ bóng loáng ra đâu. Nhưng mà thực sự thì những cái điều đó không cần thiết. Chúng ta về chúng ta dùng đi cắt cỏ lần đầu tiên thì nó lại sẽ bị bám những cái bẩn đất cát vào cái nhựa cỏ, nó sẽ bám vào đây thôi. Đấy. Rồi ok, vừa rồi là mình đã giới thiệu qua về hình thức của chiếc máy và các cái cấu tạo của máy. Sau đây mình sẽ test tiếng nổ của máy cho các bạn tham khảo tiếng nổ của máy nhé. Nó cũng đơn giản sử dụng như những máy khác thôi. Đầu tiên là chúng ta bơm xăng để mồi lên chế hộp khí. Đấy, đây là e gió đây nhé các bạn nhé. Gạt ngang ra là đóng e này. Đấy, gạt xuống là mở. Công tắc thì là tự động rồi cho nên là chúng ta không cần quan tâm đến cái công tắc ấy nữa. Đấy, nó có bộ giật trợ lực lên này, chúng ta giật rất là nhẹ thôi nhá, chỉ cần nhẹ là lỗ. Đấy, công tắc tắt mở đấy. Đấy, rất là dễ. Đây là mức ga nhá, để như này là mức ga trung bình này, để này là mức ga cao này, để này là mức ga thấp nhất nhá. Đấy, chúng ta để mức ga gấp thấp thì chúng ta bóp thì nó cũng chỉ là ga lên ti thôi. Nhưng chúng ta để mức ga ở giữa đây nhá. Đấy. Rồi, đây là chúng ta kéo mức ga cao, cứ mức ga cao nhất nhá. Đấy, chúng ta kéo xuống dưới cùng này thì mức ga cao nhất thì nó sẽ mở cái khẩu độ ra. Đấy. Rồi ok, máy thì là gần như mới rồi, chất lượng thì là không thua kém gì máy mới là mấy. Chiếc máy này là 26cc lòng 34 ly, đáp ứng tốt cái nhu cầu cắt của gia đình. Đấy, phù hợp với lại kể cả những người khỏe mạnh hay là những người thể lực ốm hay là những người lớn tuổi hay phụ nữ hay những cái em nhỏ vị thành niên thì những cái máy này thì là sử dụng ok. Đấy. Bây giờ cũng là đang là mùa xuân, cỏ nó đang phát triển rất là nhanh. Đấy. Chúng ta sắm một cái cỏ để phục vụ cắt cỏ cho gia đình. Trước hết là nó sẽ sạch sẽ và nó đỡ ảnh hưởng đến cây trồng của chúng ta. Cái thứ hai nữa là nó sẽ tránh những nơi trú ngụ cho những con côn trùng, những con ruồi, muỗi, nhặng, nhiếc, rồi là sâu bọ nó gây hại cho chúng ta. Rồi ok,
Video giới thiệu chiếc máy cắt cỏ Komatsu GenWatt của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Bạn nào có ưng ý thích mua con máy này thì là liên hệ với cửa hàng móng cái Green. Số điện thoại 0983 804 084. Mình sẽ ghi chi tiết ở cái phần ghi chú video nhé. Giá của chiếc máy này ấy, thì là 2,3 triệu. 2,3 triệu là mình đặc biệt con này mình sẽ bao ship toàn quốc nhé các bạn nhé. Giá 2,3 triệu bao ship toàn quốc. Rồi, ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi.